Chiếc xe tăng suýt đẩy Trung Quốc, Liên Xô vào chiến tranh hạt nhân. Mr.PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Năm 1964, căng thẳng trong tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Liên Xô gia tăng, lực lượng quân sự hai nước bắt đầu được tăng cường ở khu vực tranh chấp, theo National Interest. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Trung Quốc tố lính Liên Xô tấn công dân thường ở khu vực biên giới, còn Liên Xô tố ngược lính Trung Quốc có hành vi khiêu khích để tránh leo thang căng thẳng biên phòng Liên Xô được lệnh dùng gậy xua đuổi dân Trung Quốc vượt qua biên giới. Bắc Kinh đáp trả bằng việc sử dụng gậy dài hơn, khiến tranh chấp hai bên trở thành một cuộc đấu gậy. Hai bên cử võ sĩ và đô vật ra biên giới, bởi cả hai phía đều không muốn nổ ra chiến tranh hay bị mất mặt. Ngày 2 tháng 3 năm 1969, lấy lý do trả thù cho dân thường thiệt mạng, lính Trung Quốc tấn công các đồn biên phòng của Liên Xô trên đảo Gen Đảo nằm giữa sông biên giới Utsui khiến 59 người thiệt mạng và 94 người khác bị thương. Để chiếm lại đảo Gen Bào, Liên Xô ngày 15 tháng 3 điều 4 xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 tham chiến. Đây là khí tài mới nhất và vẫn được Moscow giữ bí mật vào thời điểm đó. Tuy nhiên, khi vượt qua khúc sông hẹp bị đóng băng, một chiếc xe tăng dính mình, đứt xích và khương lại, ba chiếc còn lại vội vã rút về phía Liên Xô. Lính Trung Quốc ném lựu đạn vào trong xe, khiến kíp lái Liên Xô thiệt mạng các chỉ huy Trung Quốc muốn kéo chiếc xe tăng tối tân này về phòng tuyến của mình, nhưng vấp phải hỏa lực bắn tỉa bên sườn của Liên Xô. Ngày hôm sau, được sự cho phép của Trung Quốc, quân Liên Xô quay lại để mang sát đồng đội về. Tuy nhiên, khi lính Liên Xô cố gắng cứu kéo chiếc xe tăng, quân Trung Quốc lại nổ súng buộc họ phải rút lui. Ngày 21 tháng 3, Liên Xô điều đội công binh đến để phá hủy chiếc xe tăng, ngăn nó rơi vào tay Trung Quốc, nhưng họ tiếp tục bị hỏa lực đối phương đẩy lùi. Ngay sau khi quân Liên Xô rút lui, Hải quân Trung Quốc được lệnh hỗ trợ kéo chiếc xe tăng T-62 về phía nước này. Ngày 28 tháng 3, lực lượng này đến nơi nhưng bị Liên Xô nã pháo, khiến họ phải thay đổi chiến thuật. Dưới sự cảnh giới của lính bắn tỉa, công binh Trung Quốc ẩn nấp sau chiếc T-62 bắt đầu tháo rỡ từng bộ phận của chiếc xe tăng cho đến ngày 2 tháng 4, khi khối băng trên mặt sung bắt đầu tan chảy. Phát hiện điều đó, Phía Liên Xô liên tục bắn vào khối băng xung quanh xe tăng cho đến khi nó bị chìm xuống sông mới rút quân. Tuy nhiên Hải quân Trung Quốc vẫn không bỏ cuộc, tìm mọi cách trục vớt chiếc xe tăng bằng các thiết bị thô sơ, khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng do hạ thân nhiệt. Đến ngày 29 tháng 4, họ lấy được các bộ phận còn lại của chiếc T-62 và chuyển tới nhà máy chế tạo xe tăng ở Lý Tuy nhiên, Liên Xô vẫn chưa từ bỏ chiếc xe này. Giữa tháng 5, một người Trung Quốc bị bắt gần nhà máy ở Lishuan với chiếc túi chứa đầy thuốc nổ. Người này thừa nhận làm việc cho Liên Xô với ý định phá hủy nhà máy cùng chiếc T-62. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân Theo chuyên gia quân sự Robert Farley, sự cố trên đảo Genbao năm 1969 đã đẩy Liên Xô và Trung Quốc đến bờ vực chiến tranh. Cuộc xung đột có thể khiến hai bên sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc Trung Quốc thử vũ khí hạt nhân năm 1964 giúp Bắc Kinh có khả năng răn đe độc lập. Tuy nhiên, họ phải dựa vào các tên lửa nhiên liệu lòng có độ tin cậy kém, đòi hỏi nhiều giờ chuẩn bị trong khi chỉ có thể ở trên bệ phóng trong thời gian ngắn. Ngoài ra, tên lửa Trung Quốc không thể vươn tới các mục tiêu quan trọng của Liên Xô ở khu vực gần châu Âu. Lực lượng oanh tạc cơ Trung Quốc với vài chiếc T-4 và H-6 hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng không tối tân của Liên Xô. Ngược lại, Liên Xô đạt khả năng hạt nhân tương đương với Mỹ, sở hữu kho vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược mạnh dễ dàng xóa sổ khả năng gian đe hạt nhân của Trung Quốc, cũng như các tập đoàn quân trung tâm và các thành phố lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Liên Xô vẫn tỏ ra thận trọng. Họ hiểu rằng không thể tấn công hạt nhân Trung Quốc mà không phải trả giá. Liên Xô coi tấn công hạt nhân là phương án dự phòng. Trong khi Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tin rằng lãnh thổ rộng lớn và quân số đông của họ đủ sức bảo vệ Trung Quốc trước mọi cuộc tấn công hạt nhân. Cuộc rằng co quanh chiếc xe tăng T-62 trên đảo Gen Bảo chỉ kéo dài trong vòng 2 tuần rồi kết thúc chiếc xe tăng bị đánh cắp không thể giúp cán cân sức mạnh nghiêng về phía Trung Quốc, nhưng nó góp phần quan trọng giúp lãnh đạo nước này nhận ra việc không thể đối đầu với phương Tây và Liên Xô cùng lúc. Điều đó thúc đẩy Bắc Kinh cải thiện quan hệ với Washington sau đó. Năm 1991, đảo Gen Bảo được trao trả cho Trung Quốc. Tới tận năm 2003, Nga và Trung Quốc mới hoàn thành việc phân định biên giới. Mr. P.T. hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.